Có lẽ bạn đã từng nghe câu nói, một tách cà phê là một tách hạnh phúc. Nhưng liệu rằng cà phê nguyên chất có thực sự giúp giảm stress không? Theo một nghiên cứu gần đây, 75% người uống cà phê cho biết họ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn sau khi thưởng thức một tách cà phê. Đó là một con số không hề nhỏ, phải không? Vậy, hãy cùng tôi khám phá xem cà phê nguyên chất có phải là vị cứu tinh cho những ngày tháng căng thẳng hay không. Có thể bạn sẽ hỏi, liệu tôi có nên uống cà phê mỗi ngày để giảm stress không? Câu trả lời là có, nhưng với điều kiện là bạn phải biết cách thưởng thức. Uống cà phê đúng cách có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, nhưng nếu uống quá nhiều, nó có thể gây ra tác dụng ngược. Hãy nhớ rằng mọi thứ đều cần có sự cân bằng. Một tách cà phê vào buổi sáng sẽ giúp bạn khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng, trong khi một tách vào buổi chiều sẽ giúp bạn xua tan những căng thẳng của công việc. Chúng ta cần hiểu rằng stress là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Nó đến từ công việc, từ mối quan hệ, từ những áp lực mà xã hội đặt lên vai chúng ta. Tưởng tượng bạn đang ngồi trong văn phòng, deadline đang gõ cửa và bạn chỉ muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt ấy. Vậy thì, một tách cà phê nguyên chất có thể là giải pháp lý tưởng. Cà phê không chỉ đơn thuần là một thức uống, mà nó còn là một liều thuốc tinh thần. Nó giúp bạn tỉnh táo, tăng cường sự tập trung và thậm chí còn kích thích sản xuất dopamine, hormone hạnh phúc trong cơ thể. Nhưng hãy nhớ, không phải tất cả các loại cà phê đều như nhau. Cà phê nguyên chất như những sản phẩm mà Lion Coffee cung cấp được rằng xảy từ những hạt cà phê tốt nhất, mang lại hương vị đậm đà và tự nhiên. Khi bạn thưởng thức một tách cà phê chất lượng, bạn không chỉ cảm nhận được hương vị tuyệt vời mà còn là sự thư giãn mà nó mang lại. Hãy nghĩ về điều này. Một tách cà phê nguyên chất giống như một người bạn thân thiết, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những nỗi niềm của bạn. Hãy thử tưởng tượng, sau một ngày dài làm việc, bạn trở về nhà, ngồi xuống và nhâm nhi một tách cà phê nguyên chất. Cảm giác như mỗi muốn phiền dần tan biến, thay vào đó là sự thư giãn và dễ chịu. Bạn có thấy điều đó không? Một tách cà phê có thể là cầu nối giữa bạn và những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống. Và để tôi hỏi bạn một câu, bạn có bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn khi thưởng thức một tách cà phê ngon? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn ở phần bình luận nhé! Cà phê không chỉ là một thức uống, mà còn là một trải nghiệm. Và nếu bạn đã từng thử qua hạt cà phê nguyên chất từ Lion Coffee, chắc chắn bạn sẽ đồng ý với tôi rằng đó là một trải nghiệm không thể nào quên. Vậy, liệu cà phê nguyên chất có giúp giảm stress không? Câu trả lời chắc chắn là có, nhưng nó còn phụ thuộc vào cách bạn thưởng thức nó. Cà phê nguyên chất không chỉ giúp bạn tỉnh táo, mà còn mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái. Đó chính là lý do tại sao chúng ta nên chọn cà phê nguyên chất như những sản phẩm của Lion Coffee để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Cuối cùng, nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp cho những ngày căng thẳng, hãy để Lion Coffee đồng hành cùng bạn. Hãy thử ngay những hạt cà phê nguyên chất của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt. Bạn không chỉ thưởng thức một tách cà phê ngon, mà còn đang chăm sóc cho tinh thần và sức khỏe của chính mình. Đừng quên like, share và comment để cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời với cà phê nhé!